Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 tháng 4 âm lịch năm 2022. Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc cho tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng luôn mong muốn chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đạo, hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có những mong cầu, đó là con cái của mình sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, đối với nhiều người thì đó lại là mong ước xa vời. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình mặc dù là rất là hòa thuận nhưng kinh tế thì lại bấp bênh. Và cũng có những gia đình thì họ có kinh tế điều kiện dư giả nhưng mà hạnh phúc thì lại không được trọn vẹn. Và đó đôi khi cũng chính là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh của chúng ta, đúng không thưa quý vị? Và thưa quý vị, trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng mong muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Canh Dần trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 4 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những biến chuyển ra sao trong tháng 4 âm lịch năm 2022? Vâng, và để có thể nắm rõ hơn về vận trình của mình cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể hóa giải vận xui, đón lành tránh dữ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Canh Dần, sinh năm 1950 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người thích sự yên tĩnh và yêu cuộc sống gia đình, đầm ấm yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là nơi, thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho những người thân. Tử vi tháng này thấy rằng gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về công việc cho nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 cần phải chú ý lời ăn tiếng nói và cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện với nhiều việc khó giải quyết. Đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất lúc này trong cuộc sống của mình đó chính là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn rất nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi và thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp cho bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo nghĩ việc túng thiếu. Và thêm vào đó thì bạn cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn và chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt là tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe trong tháng. Ở trong tháng này thì gia chủ đương nhiên sẽ khó tránh khỏi những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì sẽ có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ và đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc bầu bạn thì mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các quý gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa và thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn và nghe lời. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng thì sẽ dễ có kết quả cao,
hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình mà mình tiến hành thì đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của những người tuổi Canh Dần 1950 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1950. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.